Ờ, ông dâu, ông dâu. Xíu nữa là xong rồi. Có ăn gì vậy? Con ăn gì? Nói ăn cho cha nghe kìa. Ăn gì? Ăn trứng lộn hả? Ăn nuôi. Ăn nuôi trứng cút. Trứng cút à. Rồi, đổi quá. Ngon không? Khóc rồi. Ông mà nội đi hé bầu không? Nghe xuống xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Giờ mình đi cây giường mình hái bầu. Chào cô chú anh chị các bạn nha. Mấy con ra giường hái bầu, vô nấu canh. Nam Mi. Mấy gạo đi đâu? Con đi đâu? Con đi hái bầu à? Con chào bà cô chú đi. Chào đi mình đi hái. Con chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ mấy mẹ con mình ra giường để hái bi. Ủa hái bầu. Cho bí nó ăn được luôn rồi đó. Cho bí này nó ăn già rồi đó. Già luôn rồi đó. Bầu nhóc hết trơn rồi mà nó hái nó. Trái lên khên luôn. Để hái luôn bí vô nó luôn. Để hái bông rồi đó. Ừ, hái bông bí vô nó luôn nè. Đây bông bí. Chưa có trái. Nó bò chưa có trái. Chưa trái cắt bông đi. Bông nhóc hết trơn. Bông này đâu phải bông trái không? Bông đực mà. Có trái rồi không hái bông. Cái mít này bé tí gì ta. Trời con đang trồng mới mít ruột đỏ đó. Rồi từ nó mới lớn nha, kèm trồng cây con mà. Đúng rồi, đó là phải kẹo đâu. Tốt rồi bầu. Trên mẹ đó, trên đầu đó. Nó bị teo cho mẹ. Ngay đầu luôn kìa. Nó bị teo rồi. Nằm trên lứ. Đó, đằng đẳng nó đằng nó thao ngon. Thấy không? Đằng nó thao đó. Thấy chưa? Đó ăn lấy đi. Cái thìa mình nó không đều. Cái nào nó chẳng nắng này nó cây nó bự. Nó mập. Cây leo đất không? Ừ. Cái dây này cho nó bò lên. Cây trên đây nó mập chia quá trời. Được mình hái luôn. Cây đó dưới gốc. Cây chưng. Mà bảy nó bán một cây chưng rồi. Cây chưng. Ừ. Dưới chưng. Còn cái kia nữa? Còn nhỏ nhỏ. Cái kia vài bữa ăn, hai bữa là có ăn nữa. Chứ còn tan. Hai trái. Hai trái. Ấy nó có đâu bự đâu. Hai trái hái luôn non ngon ăn. Đi. Mày thấy để mai mốt hái con ơi. Chưa được ăn nữa hết, còn nó bự một chút nữa đi. Cái trái bi gợ phần này nó già. Ừ. Ra cho mẹ. Hả? Đó. Ờ đưa mẹ đi. Mẹ bỏ vô gỗ. Đó, rớt con rồi. Rớt luôn. Ớt này mình kho. Ớt kho sả. Ớt kho sả. Tép này hồi nữa mình nấu với canh bầu. Cái bầu hồi nãy mình ra giường mình hái vô. Còn trái bên lớn nữa nè. Hết bự rồi ha. Giống như là bầu dưa bột mình già á. Ừ. Nó còn nguội rồi đó. Giống như dưa leo vậy. Trong muối này mình xào với thịt. Muối mình xào với thịt này. Đây là ăn 3 món không à? 3 món đúng rồi. Món tráng miệng cũng mặn nữa kìa. Bầu mình trái hết bự. Thấy nó nhiều trái lắm luôn anh. Ừ. Nó không đậu á. Quá trời luôn, tưới nước mỗi ngày luôn mà nó hết đậu. Nếu mà chưa đậu ăn dễ gì hết. Nhưng yeah. Muốn này xào ngon à. Quá non luôn. Nhỏ nhỏ mà nó non. Này rau muống ruộng. Đây mình còn món vịt nướng nữa. Bánh hả? Ơi đây.
biết rồi lúc nữa. Giờ muốn mình xào ngon. Giờ mình đi lên thấy cải xà lách Nhật. Anh ơi, có bông nào cái không bự không thế? Ừ, nhỏ. Chim hút mật nó kêu. Mấy cái trái bát này nè. Giống như trái dưa leo. Ừ. Này đọt là ăn được hết. Bò này, trái nhóc. Đúng rồi, nó mì rồi. Ủa cái này nó giống như là nó nhảy con nha quá ta. Có không? Nè, giống như đây cầm một cây. Ờ đúng rồi. Nè. Đúng rồi. Nó nhảy ra nè. Ngon ha. Ngon dữ không? Nhỏ uổng mà. Bây giờ mình coi như mình tức tức đi. Thôi mai nó sẽ nhảy ra nữa. Ừ. Ồ, hôm qua bò nó có trái kìa. Lấy mấy trái hôm qua. Đó. Anh cho bò lên đây luôn. Có cái em bấn cái này của em đi, để nó bò hết cái bông này luôn. Cái này kia màu trắng vô đẹp lắm luôn ha. Nổi lên liền. Nói được hai cây. Cái này biết ăn ngon không, mới ăn thử rồi. Lần đầu tiên trồng. Sao cho ra muốn nhầm lột. Nếu mình đã nâu hết sức chưa. Tỏi xả thơm mình cho ớt cho mình xào. Cho nước mèo đi. Và thêm nước mắm. Chà bị trắng nó bỏ gói vô. Ừ, chà con bán không? Mẹ làm cho nhà bán. Không có, mẹ lên theo xe kìa. Cái gì? Em này bỏ gói vô, mới chà bị trắng á. Nó quắt lại quê bỏ gói. Vậy sao? Để con rửa chén rồi. Bà gì? Bà có hả? Con rửa nhà bông có mà. Vậy là hả? Rửa nhà bông luôn đó hả? Nước cái sôi nhìn cho tép vô nấu. Tép nấu canh bầu. Cho muối hạt nêm vô luôn. Chắc ra mình lót dĩa với gao luôn. Dịch này người ta đã quay rồi, về mình nướng lại cho nóng. Cái
canh miễn chín rồi cho hành vô bếp. Hết mình kho xả nó cũng sắc nó cạn xuống được rồi, giờ mình tắt bếp luôn. Nghe mùi thơm, thơm xả. Thơm xả quá thơm. Quá thơm luôn. Này nó không, mình chấm nước tương nữa. Xào thịt, xào ra búa. Thịt vô xào. Nguyên muối đều vô, thịt mình xào nó chín rồi mình cho rau muống vô. Ừ, non luôn á, nó ra đọc non dữ lắm. Có mấy cọng mập mập bắt bào ra ha. Nó uống dược. Nó uống dược nữa. Sẵn ngay cũng bắt mấy con cua, nó uống cua luôn. Ăn cơm. Bữa nay mình ăn 4 món. Cơm gia đình mình nha. Tôi không muốn biết. Cá một cá giật mình luôn á. Vậy mà làm nó muốn gì cái tay nó đen hỏi tiếp gì vậy trời. Ba chung mời cô chú anh chị bạn ăn cơm gia đình của mình nha. Rồi xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn quan cơm gia đình mình nha. Con cũng mẹ lâu lâu mà con bị bầm tiếp mẹ. Tự nhiên ngủ vậy tự nhiên bầm tiếp luôn. Mấy ngày chạy luôn. Mẹ hủy tím khỏi quá à. Gạo lên bà cố chơi. Mời chơi. Nãy mới ăn nuôi no à. Bà ăn hết tô nuôi rồi. Mày với bà cố hỏi ngon không? Dạ ngon. Nhầu nó rửa. Ăn mì thôi. Mì chứ bà cố. Muốn xào chấm ớt. Nãy trên đường ngoài có con sóc bụi trắng. Bay bay lớp nhà cái đùng á. Đuôi nó dài. Đuôi dài mà nó bườm mới là ăn sóc á. Bụi trắng mà. Ấy nhỏ là ăn nhiên. Nhỏ ăn nhiên mà lại bự mà. Cùng giò vậy đó. Thịt cho có là mình muốn hơn. Mình muốn ngon không? Mình thịt ngon hơn. Do đó cái ruộng mà cái gì cái mương mà ruộng không? Nó muốn nhóc luôn. Muốn này nè, nhóc luôn, muốn trắng nè. Nó cha chồng á. Nó thả nước trồng, vô mới trồng mỡ bò một mưa nó chuyên ra rồi hái rau non mướt luôn. Nó ăn hết mẹ thấy rồi bán món có 2.000 giờ có 5.000 không nè. Vịt này chấm ớt luôn á. Ừ, chấm ớt luôn, chấm nước tương rồi chấm ớt cải xà lách này nhìn nó giống nó kẹt kẹt chứ dịch theo. Ủa? Có cải không ạ? Ừ. Trông quá đó. Thì lắc nhựt á. Ừ. Ừ.
đây nói gì vậy, mày ngủ. Tôi đi về ăn cơm, rồi ngủ. 5 triệu về. Đó hả, nhưng mà tịnh á. Nước cũng mà sáng nước ngập á. Mùa mấy cái bờ mẫu á. Chỗ nào mà mấy cà cao là nhớ nhỏ á. Giờ cũng ít luôn. Mẹ ăn gì ba đi xôi. Là cái đầu chập chập gì á. Mấy người ta ập xuống á. Nó đi xôi đâu có đèn chai đèn gì đâu. Nó cho bằng cái đèn dầu. Lâu rồi đây làm cái lồng đèn đóng bằng cây á. Con để đèn dầu chẳng có lét ra lét nè. Mình bắt cũng thấy. Rồi đèn pin vợ còn thấy. Nó bắt đèn dầu. Mới có kinh nghiệm. Thì nó đâu có mua được ai. Là cho bắt cá bắt cua cá mà nhiều ai đó không mua lại hết luôn giờ đó xuống Dương Nam á tối còn chị út Dương Nam đi săn cua người ta xả nước trong ruộng á bằng ngày thì cứ đứng đi chết xét cá lồng tông không khô ăn ngoại có mương không súng á cá lồng súng người mương bây giờ còn á mương chua chí ruộng không súng còn sao bắp bắp giỏi. Nó ít trong mùa ốc đắng, hoặc ớt thôi. Giận nó hiếm lắm. Cái rong mà cái lớn nhiều quá, cái lột không khô. Anh hứa đập gió dập dập luôn á. Nhìn nó canh lên. Đi chữ. Đó, mày đi làm gặp cho ba. Két con khô thôi mà. Đâm nước mắm tỏi ớt á. Mắm tỏi ớt chua ngọt á. Cái bỏ tép khô khô vô, ăn cơm, chưa ăn cơm. Để sống đi luôn. Ăn cơm theo rồi đem nướng nước mắm nướng vừa nhúng tép rồi. Nó ở vừa mà là gần bằng đặt thuốc luôn. Một cái mùa cắt lúa đi cháy. Ăn cháo mà ít được ăn cơm. Nó mặn lúa thất thế mà. Mặn năm mặn có một mùa mà lúa mùa. Mặn thất mà con đông đấy anh em. Ừ. Nhà đông nữa. Lúa là đó đâu có phải mặn như năm mà được ba vụ gì đâu. Có mùa mau mà. Mùa một mà thất cái nữa là đâu đúng không? Mấy mùa kia làm gì mà. Mùa kia để đất không vậy đó. Thả nước vô bơi xuồng đó. Kiếm cá. Cá. Nhờ mình không cho đất nghỉ luôn. Ăn thử cải hả mẹ? Thử cải ăn ngon. Ăn cũng ngon. Nó nhúng nhúng giống như thả lách mịn đây hay mà nó màu khác thôi. Dạ, màu phím tím. Rất là không dính. Nó nhúng nhúng cũng như vậy mà màu xanh. Cảm nhận cái mùi nó giống như xà lách mịn đen thôi mà khác màu. Thử không thử như vậy à. Như ừ. Rau đó bình thường chứ mà ăn gì bình thường nó không hậu vị gì chứ như ăn rau sát rồi phải không. Bắt à. Tự là nhớ mà cây con lên nữa nè. Cái cây con nha. Mấy con ra con nhớ bữa con chặt có cây một hôm nay ra 2-3 cây. Giờ nó nhảy ra đó. Dạ. Có cái giống này nó đâu mà có đó. Không được. Mùa. Mùa cây con hả? Dạ. Nó bầu thẳng rồi hả? Ừ. Út có chậm hả? Ừ. Anh chụp nó đúng rồi. Anh chè anh cải. Cũng như cải ấy à, như cải xà lách vậy à. Ừ, bố mua ở mì ăn. Vô đeo gì đâu nó ngét à. Ừ. Vô đeo mình hái rồi, nó ngọt.
Sa là cái bị gì không biết nữa, mà trồng kế gì hôm qua. Cái hôm qua rồi, cái hôm qua. Cái loại dưa leo nó đắng. Kỳ quá. Ừ. Như leo mướp. Không, không canh. Không canh không. Gì vậy? Thịt cá. Thế giờ là thịt heo không à? Heo coi bên trong bắt cá. Không có, làm xong rồi phải đi công chuyện thôi. À, đúng rồi. Có đọc bầu không? Nhìn thấy mấy đọc bầu. Đọc bầu mà không tí. Không tí nữa. Để nấu đi luôn. Có gì mình nấu luôn đó. Hai Sướng xin kết thúc clip đây cô chú anh chị các bạn. Hai Sướng hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo có Hai Sướng nha.